Vâng, xin chào quý chú ban chị đến với kênh Chợ Nhật Bản nha, đăng ký kênh nha. Thì hôm nay em lên clip số 2 về đồ nghề. Thì em xin nhắc lại hai hình thức giao dịch bên em là chuyển khoản thì bên em sẽ bao ship và ship code là phí ship đồng giá là 25.000. Thì đợt này qua năm mới thì bên vận chuyển giá ship nó cũng hơi cao một chút, nhưng mà bên em vẫn giữ nguyên giá là code là 25.000 à. Và chuyển khoản thì bên em sẽ bao ship để mà anh chị mình yên tâm mình mua hàng. Thì em cũng xin nhắc lại là hai hình thức giao dịch bên em là hai hình thức chốt hàng bên em là anh chị mình điện thoại trực tiếp vào số điện thoại trên tiêu đề hoặc mình nhắn tin ha. Thì em ưu tiên là điện thoại trực tiếp, tại vì nhiều khi mới lên list thì anh chị mình điện nhiều em kiểm tra tin nhắn không kịp á, thì là anh chị mình vui lòng mình điện thoại trực tiếp vào số điện thoại trên tiêu đề giùm em, hoặc là mình nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề ha. Rồi em đi chi tiết vào hôm nay cũng có khá nhiều đồ và có một máy mài dao, một số bộ đồ khẩu ha. Chi tiết thì đầu tiên em xin đi vào mã số 1. Mã số 1 thì em còn một cái thước 2 mét ha. Thước này là hàng đây. Chỉ có một số chữ như là 2 mét, thước đo 2 mét và chỗ này là khoảng 12 ly ha. Đó. Và chỗ này là M anh chị, số nó M. Nhìn nó đỡ bị chóa mắt hơn. Đó. Chỗ này hơi cong nhẹ chút chỗ này thôi. Thước này dài tổng là 2 mét ha. Khi mình xài thì mình bấm chỗ này vô, cố định lại rồi mình thu vô như thế này thôi. Hàng này là hàng gần như là mới hoàn toàn ha. Để bãi thì nó cũng không được là 100% đâu, khoảng chín mấy phần trăm thôi. Rồi mã số 1 30.000 ha. Mã số 1 30.000 một thước dài 2 mét. Tiếp theo ông lên mã số 2. Mã số 2 là một cây búa đi. Mã số 2 là một cây búa đóng đinh của Dacu ha. Hai. Đó. Phần đầu đây anh chị ha. Phần cán đây. Thì chỗ này em thấy nó thiết kế nó lạ hơn so với những thiết kế cũ nè. Dacu Made in Japan. Hàng chuẩn Nhật ha. Chỗ này chắc bị rách miếng chỗ này. Rách miếng chỗ này thôi. Dacu, trên này còn một số tem đây. Đó. Đồ đóng với anh chị ha, đồ đóng còn đẹp nè. Còn tem chỗ này ha, nếu mà mình về thì mình có thể chà đi, chà cái tem này ra cho nó trông cho nó láng o hơn. Đó. Tại vì bán hàng thì em vẫn phải để những cái tem này lại ha. Rồi, thì cây búa này nặng là 500 gram. 500 gram ha, 500 gram mã số 2 một cây búa đóng đinh nhổ đinh của Dacu. Mã số 2 160. Chiều dài tổng là khoảng 32 cm anh chị, 32 cm, mã số 2 160. Tiếp theo ông lên mã số 3. Mã số 3 là một cây búa đầu là thép không gỉ ha. Đây, có chữ Nhật anh chị. Đó, chữ Nhật ha. Chữ này là chữ SUS, còn chữ này là chữ Nhật ha. Thì đây là một cái đầu không gỉ ha, đầu không gỉ. Đó, đầu không gỉ. Chỗ này cán thì nó rơi rồi, anh chị về mình nêm thêm ha, mình chốt nêm vào. Nó chỗ này thì nó bị rớt ra rồi. Về mình nêm lại thôi. Đó. Một cây búa không gỉ, mã số 3 160 ha. Thì cây búa này nặng là khoảng hơn 300 gram. Hơn 300 gram nha chị. Hình thức thì nó như thế này đây. Mã số 3 một cây búa đầu búa thép không gỉ 160, nặng khoảng 300 gram ha. Để anh chị mình làm những gì sạch sẽ hoặc là mình có thể sử dụng những cái đầu búa như thế này. Số 3 160. Tiếp em lên mã số 4 là một cây búa tạ ha, cây búa bát chết. Đó. Thì cây búa này là đầu không là nặng 1,3 kg. Của hãng OH ha. OH đầu không là 1,3 kg. Đó. Thì cũng có dấu cấn, cũng có qua sử dụng rồi anh chị. Chốt nêm còn chắc chắn nè. Rồi, 1,3 kg ha, thì em cân nặng tổng đi.
nặng tổng là khoảng một gần một ký bốn năm chục, một ký tư năm chục, à một ký ba năm mươi thôi nha anh chị, cái này là một ký ba năm mươi thôi, tổng là một ký ba năm mươi, mã số 4 giá là 260. Mã số 5 là em lên một cây cây kìm cắt dây điện nha, cây kìm này size lớn của hãng Mary đó, hàng Mary, hàng nội địa Nhật, dòng sản phẩm là 205. Phần ở nhựa ở dưới ha, phần vỏ nhựa ở dưới thì còn đẹp này, chỗ này thì nó ố ố thôi chứ không có phải là rỉ vôi xong trong nguyên. Chị hở nhẹ một cái lỗ khúc này thôi, nhưng mà anh chị mình cắt dây điện lớn vẫn được ha, vẫn chắc chắn, lưỡi còn đẹp ha. Đây, mã số 5 giá là 220 ha, một cây kìm cắt dây điện của Mary. Thì cây này là size 21 cm anh chị, khoảng gần 21 rưỡi, 21.5 cm. Mã số 5 giá là 220. Đây, chỗ này là chỗ hồi nãy có cái đó, có cái vết đây này, hơi nhỏ nhỏ thôi. Rồi cắt ở trên ha. Thì cái lực cắt của nó anh chị mình chỉ cần tốn cái lực nhỏ hơn là cắt nó. Cắt nó đã ấy rồi. Nó đã đi rồi ha. Đó. Rồi mã số 5, một cây kìm size 21.5 cm cắt dây điện của Mary, chuyên cắt ha, size lớn. Mã số 5 220. Tiếp theo em lên mã số 6. Mã số 6 là một cây kìm cắt dây điện này. Thì cây này có hai lỗ tút dây điện, một lỗ to một lỗ nhỏ. Cây này là của Sankey, có logo Zojitz nội địa Nhật ha, alloy steel, thép alloy ha. Đây. Thì chỗ này vỏ nhựa nó cắn một chỗ mềm chày chày ở ngoài thôi. Chiều dài tổng là 15.5 cm ha. Đây, phần lưỡi cắt thì phần này họ vát như thế này anh chị, mình có thể cắt ở những sát những cái góc cạnh ha, mình có thể đưa những góc cạnh cắt tới sát. Đây là phần lưỡi ha, lưỡi thì còn đẹp nguyên này đó. Mã số 6 giá là 100. Mã số 6 cây kìm này giá 100 ha. Cái này thì chắc cắt cây điện nhỏ phù hợp hơn, cây dây hơi lớn một chút. Ở dưới thì sẽ lực hơn nha anh chị, mình cắt ở phần ở dưới này, ở trên thì nó tay em cắt nó yếu một chút. Rồi mã số 6 giá là 100 ha. Mã số 6 100 của Sankey. Tiếp theo em lên mã số 7 là một cây kìm nhọn ha. Thì cây này là có logo khắc laser nên là em vệ sinh nó bị mờ rồi, còn khá là mới anh chị. Đó. Dưới này có một cái răng để mình có thể kẹp luôn. Đó. Răng trên răng dưới. Thì những chỗ như thế này thì nó không có bị cắn, bị dấu gì ha, không có bị mẹ gì hết. Chiều dài tổng là 16 cm, hình thức cũng còn khá là mới ha, không bị hở sáng. Mã số 7 giá 90. Đây, cắt đây ha, cắt đúng như chỗ của nó, cắt toàn bị lệch qua, nó ở trên nó ở dưới nó không có vô, cắt ở giữa này đó. Rồi mã số 7 giá là 90.000 một cây kìm kìm nhọn ha. Mã số 7 90.000. tiếp theo em lên mã số 8. Mã số 8 là một cây kìm nhọn, thì cây này là có lò xo của hãng Fujiza ha. Fujiza đó, có lò xo thì anh chị mình khi mình bóp vô rồi mình nó tự nhả ra, mình khỏi mất công mình phải kéo ra kéo vô ha, khỏi mất công mình kéo ra kéo vô, nó tự nhả luôn. Thì cây này của hình thức của nó cũng còn đẹp anh chị, còn đẹp ha, lụng nhỏ nhỏ chút xíu ha.
răng cỏ đây. Thì cây này là size 18 xăng nha anh chị, dài là 18 xăng, mã số 8, giá là 150 ha. Mã số 8 giá 150 đó, 8 mình nhả ra luôn. Số 8 150, điện thoại này. Số 8 150, một cây kìm mà nhọn của Fujiya, có lò xo ha. Tiếp theo âm lên mã số 9. Mã số 9 là một cây, cây này là không biết là để làm cái gì, nhưng mà có chữ là Make in Japan nè. Thì phần này cũng khá là đa năng, có một đầu búa đóng, đầu búa đóng ha, toàn là nguyên khối hết, đây là một đầu búa. Chỗ này anh chị mình có thể cắt nè, có thể cắt dây kẽm ha, cắt dây kẽm. Còn phần này uốn gì đó thì em không biết ha. Chỗ này là anh chị mình cắt dây kẽm nè, có lưỡi để mình cắt nè. Đó. Còn chỗ này là anh chị mình kẹp ha. Anh chị nào mình rành thì mình có thể biết được nhiều chức năng hơn. Đó, đầu búa Make in Japan. Chiều dài tổng là 24 xăng ha. Rồi, mã số 9, giá là 160. Tiếp theo lên mã số 10. Số 10 là một cây viết đầu 1/4 ha, đầu 1/4 kèm theo là một bộ đầu khẩu 2 4 6 7 đầu ha, 7 đầu. Thì bộ này thì nó chóc xi nhẹ một số chỗ mà lằn như chỗ mà đây nè. Thì nó ở dưới này là chày, trên này thì chóc xi nhẹ ha. Đó. Dưới này là 7 ly là lớn nhất. Đây là 4 ly. 4 ly. Thì những cái đường lăn ở giữa này nó bị lằn chóc xi nha anh chị. Kiểu bị dính nước xong rồi. Đó, 4 ly rưỡi. À 5. 5 rưỡi. 6. 6 rưỡi. Thì nó đều là bị ngay cái lằn ngay giữa nha anh chị. Cái này là hàng kèm theo cái vít đầu 1/4 này. Thì vít 1/4 này là của Roto, của Mỹ ha, của Mỹ, USA này, của Roto ha. Trên này anh chị mình có thể cắm thêm một cái đầu mình nối vô 1/4 nữa. Đó, mình gắn như thế này để mình xoay ha. Rồi, thì cây này là của đồ tôi anh chị, còn cái bộ đầu khẩu này là hàng bãi về thôi, hàng bãi về. Mã số 10 giá là 260 ha. Mã số 10 260. Khi nào anh chị làm những việc nhỏ nhỏ thì mình có thể mua bộ này. Những con ốc nhỏ nhỏ mình mua bộ này ha. 10 260. 11. Em lên một cục dây dọi. Thì dây này anh chị mình dùng trong xây nhà, xây công trình xây dựng ha. Xây công trình xây dựng mình kéo ra. Của Yamayo ha. Yamayo. Thấy có chữ Make in USA này. Và cái sợi dây này dài là 30m. Anh chị mình kéo ra. Mình kéo ra ha. Chỗ này thì có một cái lỗ để mình có thể mình bỏ bột vô cho nó chạy ha. Đó, bỏ bột vô. Trong này là bột ha. Và cụm dây là 30m. Thì thông số ở ngoài như là 30m ha. Em cũng chưa kéo ra hết đâu. Anh chị mình có thể thay dây khác vô. Nếu mà sử dụng dây như này nó hư rồi á, thì mình có thể thay dây khác vô ha. Đó. Rồi mình thu lại thì mình kéo này thôi. Mình kéo ra, mình thu lại mình như một thước cuộn như đó, mình cuộn vô. Nhìn là bằng nhựa ha anh chị. Bằng nhựa ha. Bằng nhựa. Vỏ của nó thì cũng không có mới lắm thôi, bằng nhựa. Cái này chắc cũng bể chút nè. Rồi mình khóa lại. Khóa lại như thế này. Chị mình cũng có thể Google hãng này ra thông tin ha. Rồi mã số 11 giá là 120. 120 một cuộn dây dọn của Mỹ ha.
11. Để tiếp theo em lên mã 12. 12 là một cây, một cây liếc dao. Cây này là của Nhật Bản. Đó. Và cây này gần như là mới anh chị, gần như là mới hoàn toàn anh chị mình thấy nè. Đó. Mới ha. Đây là phần cán gỗ nè. Thì phần liếc mình sử dụng là 20, khoảng 21 xăng. 21 đến 22 xăng ha. 21 xăng. Đó. Như thế này. Đường kính là khoảng 1 cm anh chị. Đường kính là khoảng 1 xăng. 1 xăng ha. Rồi mã số 12, giá là 300. Một cây liếc dao của Nhật ha. Một cây liếc dao của Nhật. Tiếp theo em lên mã 13. 13 là một cờ lê miệng vòng. Cờ lê miệng vòng của Đức, Made in Germany. Và cây này là size cờ lê 21 anh chị, 21 đây. Thì nó bên ngoài nó hơi chóc xi một chút. Anh chị cây này về anh chị mình sử dụng. Đó. Starwide ha. Starwide Đức. Đây là phần vòng. Thì chiều dài cây cờ lê này là 25.5 xăng anh chị, 25.5 xăng. Rồi, mã số 13 giá là 70.000. Anh chị mình chốt chung với các mã khác để em ship hàng cho đỡ tiền ship anh. Tại vì tiền ship đợt này nó hơi cao chút. Tiếp theo em lên mã số 14. 14 là một cây tuyết dây điện. Cây này là của Mary này. Cây này anh chị mình về mình sưu tầm cũng được. Mary Japan ha. Giá mới nó cũng tầm khoảng đâu đó gần 2 triệu hay gì đó. Thì cây này là bằng thép hết mà nó rất là chắc chắn. Búng ra búng vô rất là chắc chắn ha. Cắt nó cũng nhanh nhẹn nữa. Anh chị mình nếu mà mình thao tác nhiều về cắt dây điện, tuốt dây điện. Tuốt dây điện nha anh chị. Có cắt luôn. Thì mình có thể sử dụng cái này ha. Cái này hoặc ở dưới là em chưa có vệ sinh kỹ ở trong những cái này ha. Về mình có thể làm kỹ, mình lau chùi thêm. Đó. Ở trên là bằng thép hay bằng gang gì có sơn màu đỏ. Ở dưới này là bọc vỏ nhựa màu đỏ cho mình cầm mình chống như kiểu chống cắt điện này. Đó. Rồi. Chỗ này có một số cái thước đo này. Đây. Mã số 14 giá 400 ha. Rất là chắc chắn, nhìn nó rất là chắc chắn. Bằng giống như dưới này bằng thép không? Anh chị mình kẹp vô cái lỗ này, đó mình kéo ha. Đó. Nhanh nhẹn ha. Đó. Đây mình cắt từ giữa này. Đây ha, đường cắt nó nhanh. Đằng sau này có một cái phần cắt ha, cái lưỡi cắt, cắt rất là nhanh luôn á. Lưỡi này rất là bén nha anh chị. Cái này thì anh chị mua mình sưu tầm hay là mình xài cũng đều được hết. Cái này rất là khó tìm. Mã 14 400 một cây cắt dây điện của Mary và có tốt luôn nha. 15 em lên một bộ lục giác đầu bí. Đây đầu bí. Thì bộ này có của hãng Swissmake ha. Swissmake và hãng BB. Swissmake và một hãng nào nữa này. Đều là hàng Thụy Sĩ hay hết nha anh chị. Thì gồm có mã số 15. Bộ này gồm có 2, 4, 6, 8, 9 cây ha. 9 cây. Thì em đi vào chi tiết từng cây. Đầu tiên là một cây BB Swissmake. Đây là tên chủ cũ anh chị. Tên chủ cũ ha. Cũng có qua sử dụng rồi ha. Đó, đây là phần đầu. Thì em soi hết đầu một lần nữa đi. Đây là phần đầu ha. Cây này thì hơi chóc xi này ha. Chắc xi này. Và những cây này thì còn sáng đẹp ha.
Đó. Rồi. Đem đi vào chi tiết từng cây. Thì cây này là cây Sweetmax đầu 206 1.5. 206 1.5. Đây. Rồi cây thứ hai cũng của Sweetmax ha. Cây này là 205 1.5. Đây là đầu lục giác anh chị. Rồi cây thứ ba. Cây này của Đức ha. Germany nè. Đó, cây này của Germany của Đức. SW3. Không biết của hãng nào đây mà có chữ ha. Đó. Và cây này là của Đức ha anh chị. Rồi, cây này là cái này đầu số 5 ha, đầu số 5. Cái này có thấy số 5 nè. Đầu số 5. Rồi cây này đầu số 4 nha anh chị, đầu số 4 ha. Cây này là của Đức. Cây này đầu số 3. Rồi đây là một cây hoa thị ha. Thì cái bộ này nó hơi lộn xộn chút. 410. Đây là đầu hoa thị. Cây này đầu số 2. Sweetmax. Cây này là đầu trái bí. Không thấy xấu luôn. Rồi bộ này bán giá là 320 ha. Mã số 15-320 một bộ như thế này. 15-320. Tiếp theo em lên mã 16 là một cây cây kìm cơ khí ha, cây kìm cơ khí. Cây này là của 3K ha. Chiều dài tổng là 20.5 xăng. Này. Chỗ này bị cánh nhẹ chút trên đầu hơn chị. Cánh nhẹ chút trên đầu ha, 20.5 xăng. 3K hàng Nhật ha, 170. Số 1050. Thì còn rất là chắc chắn nha anh chị. Đây là phần nãy, đây là phần lưỡi của nó thì nó bị hở một chút chỗ này, anh chị mình cắt những dây giống như dây thép hay dây kẽm lớn cũng được ha. Đó, rất là chắc chắn, vết phay vẫn còn. Nhà miệng răng cỏ bên trong. Chỗ đó nó hơi hở chút ha thì anh chị mình có thể cắt ở phần trên. Rất là nhanh ha, phần dưới em cắt rồi thì nó hơi cắn chút thôi nhưng mà vẫn đứt nha. Còn phần trên thì cắt nó không hở thì cắt nó nhanh hơn, lực cắt nó cũng mình tốn ít lực hơn. Mã số 16 107, một cây kìm cơ khí ha. 16. Tiếp theo em lên mã 17 là một cây đục, một cây cây đục. Thì cây này là 10 ly. Đầu 10 ly ha, đầu 10 ly. Còn tem hãng hàng Nhật ha. Đó. Hàng Nhật Bản ha. Bị hàng mới anh chị nhưng mà chóc sơn ở trên này thôi, chóc sơn thôi. Hàng mới, gần như là chưa xài ha. Chiều dài tổng là 15 xăng ha, 15 xăng và đầu là đầu 10 ly. Mã số 17 giá là 101 ha. 18 em lên một cây đo lồng nhẫn. Cái này anh chị mình làm về thợ vàng, thợ bạc, thợ kim hoàn thì mình có thể mua ha. Của hãng MKS, một hãng chuyên sản xuất những dụng cụ để mà bên ngành kim hoàn. Thì bữa hôm trước cũng có gặp một cây Eto của MSK dùng trong thợ bạc ha. Đo size nhẫn là từ 3 cho tới 27. Chiều dài tổng là 25 xăng. Hơn 25 xăng ha. Đó, hình thức có như thế này. Này nó bị nhăm nhẹ ha. Những cây này anh chị mình xài nó bền. Rồi mã số 10
8, giá là 150. Tiếp theo em lên mã 19 là một cây cờ lê nhọn, cây mỏ lết nhọn. Đó. Cây này là của lobster ha, 19 của lobster, có con tôm, có chữ ha. Thì trên này họ có bọc một cái phần vỏ nhựa cho anh chị mình cầm để cho nó chắc tay, nó không có bị trượt. Và thiết kế như thế này thì giảm được trọng lượng ha, mình có bỏ thùng đồ nghề nó cũng nhẹ hơn. Size là 20 nha anh chị. Size là 20 xăng. Phần vỏ nhựa thì còn đẹp nguyên nha anh chị, không có bị rách chỗ nào hết. Đó. Đây ha. Những cây mỏ lết đầu nhọn thì mở size ốc rất là lớn. Chỗ này là mình mở được size là 3 xăng nè, 3 xăng ti. Phần bên trong cũng có cấn nhẹ ha, cũng có qua sử dụng rồi. Đây. Đó. Chỗ này là keo thôi. Đó. Hình thức bên ngoài như thế này anh chị. Rồi mã số 19 200. Còn cũng còn khá là mới. 20. Em lên một cây cây kìm điện ha, cây kìm điện size lớn. Thì cây này có phần vỏ cách điện là 1000V, 10000V. 10000V của Victor ha. Lớp vỏ nhựa dày ha, dày dặn nè. Phần vỏ này thì nó chỉ có bị đen đen một chút thôi, anh chị về mình có thể mình vệ sinh mình tẩy đi thêm ha, chứ còn không có bị trầy gì hết, không có bị lộn mà rác vô trong. Thì mình cầm mình vẫn đảm bảo là cách điện được. Nên là nhâm nhẹ một chút nha anh chị. Size là 21.5 xăng. 21.5 xăng ha. Đây. Đó. Không bị hở sáng ha. Đây là phần răng bên trong. Thì chỗ này có bị nhâm nhẹ ở trên phần đầu anh chị. Đây. Rồi, mã số 20, giá là 150 ha, 20 150. Cắt nhanh. Những cây dài là size lớn thì cắt nó có lực hơn. Đó. Cắt đều ok hết, chỗ nào cũng được hết ha. Rồi, mã số 20, giá 150 ha, 20 150. Cây này 20 21. Em lên một cây khóa 4 đầu, 4 số. Này. Chờ Ben ha, số 12 14 17 13. 12 13 14 17. Density. Chờ Ben ha. Đây là đầu có đảo chiều ha. Em ha. Đó, đây là phần đầu 13. 12. Đây là đầu 13. Những răng còn chắc chắn anh chị. Và hai cái phần này là dài hơn, dài hơn. Đây là đầu 17 nha, đầu 17. Mình chỉ cần cầm một dụng cụ mình có thể mở được 4 sai ốc rồi. Đó. Rồi mã số 21, giá là 330 ha. Thì cây này là size 16.5 xăng, 16.5 xăng dài tổng. 22. Em lên một cây khóa 4 đầu, cây này là của hãng tốt. 22. Cây này là 240 ha anh chị, 240. Chiều dài tổng là khoảng 16.5 luôn. Cây này có size 12, 10 12 13 14 ha, 10 12 13 14. Đó, đây là cái bánh răng ha. Đảo chiều lại. Chỗ này về anh chị mình bỏ thêm mỡ bò rồi nhớ cho thêm ha. Nó hơi bị rít một chút. Đây, còn bên này là cây số 10. Nó hơi bị rít một chút, để em chỉnh lại.
Vậy 22, giá là 240. Tiếp theo lên mã số 23 là một cây cần vặn ha, cần vặn của KTC. Đó. Còn rất là mới ha. Của KTC, đầu là đầu 1/4 ha anh chị. Mã số 23 300. Cây này còn khá là mới. Chiều dài tổng là 17.5 cm. Đó. Nghe tiếng kêu rất là thanh nha. Mã số 23 300, một cây cần vặn đầu 1/4 của hãng KTC ha, KTC đây anh chị. Cây này cũng rất là mới nha anh chị. 23 300. 24 em lên một cây một dụng cụ để anh chị mình kéo dây cáp, mà khi mà anh chị mình kéo cáp viễn thông hay là cáp gì đó mà các kéo dây điện cũng được, thì mình cầm như thế này, mình không cầm trực tiếp vào cổng dây tại vì nhiều khi nó siết, nó kéo nhanh thì mình sẽ bị đứt tay đó. Mình lòng cái cổng dây đây, đây là cổng dây điện ha, thì mình kẹp vô rồi mình cầm mình kéo đi thôi, mình kéo đi thôi, mình không phải cầm trực tiếp lên cổng dây điện mà mình sẽ cầm đi qua cái dụng cụ này để đảm bảo an toàn ha. Thì cây này của Macfell nha anh chị, hàng của Macfell, logo của Macfell ha. Anh chị nào mà mình làm bên cáp mạng wifi của thì mình có thể sử dụng ha. Mình hay đi kéo cáp hàng ngày thì mình có thể sử dụng cây này. Rồi mã số 24, giá là 150. 25 em lên một cây đuôi chuột. Cây này là của hãng KTC, thép alloy ha. Size là 14 và 17. KTC Kyoto Tool. Một cây đuôi chuột thép ha, thép alloy. Đây là đầu 14. Đầu 17 đây ha. Thì những cây này thì thường thường size là 27, 27 rưỡi ha. Mã số 25, một cây đuôi chuột đầu 14 17 của KTC. 25, giá 180. 26 em lên một cây của ta KTC, một cây cờ lê. Anh chị mình dùng trong điện lạnh nha, dùng trong điện lạnh. 26. Thì cây này là size 21, số là 21 nhân 1.6 kg F nhân mét ha. Của KTC Kyoto Tool. Còn láng o sáng bóng hết, không có bị chóc xi gì hết nha anh chị. Đó. KTC. Rồi mã số 26, cây này là cây số size 21 anh chị. Của KTC, hàng KTC thì những cái lớp mạ ngoài em thấy nó rất là đẹp này, nó mịn hơn là những hãng khác, chất thép nó chắc chắn. Chiều dài tổng là 19.5 cm ha, 19.5 cm. Dưới này cũng có chữ tiếng Nhật. 26 307. Tiếp theo ông lên mã số 27. Thì đây là một cây kéo cáp tôn của hàng nội địa Nhật. Đây. Cái này thì nó hơi bị nhanh nhẹ nha anh chị, nhưng mà nó đầm tay và chắc chắn nè. Nó hơi nhanh nhẹ thôi. Anh chị mình cắt thì anh chị mình xài xong thì mình đừng có để dính nước, còn nó không có bị rỉ đâu. Hoặc về anh chị mình có thể kháng rỉ, mình xịt một lớp sơn kháng rỉ lên ha. Dài tổng là 28 cm. Mình cứ bảo quản khô ráo là không rỉ đâu. Dài 28 cm. Mã số 27, giá là 170. Chiều dài lưỡi anh chị sử dụng là 7 cm ha. 7 cm, lưỡi sử dụng 7 cm. Mã số 27, giá 170. Đây là phần lưỡi này. Lưỡi còn đầy đủ, không có bị mẻ gì hết. 27, 170. 28. Em lên một cây cờ lê dùng trong điện lạnh của Sanjo ha. Thì cây này là số 24 nhân 250 kg F cm. Đó, Sanjo Canon. Này bị chóc xiêu một ít nha anh chị. Cây này thì dài. Dài tổng là khoảng 28 cm.
dùng trong điện lạnh nha, 28 xăng đó. Nhưng mà phần lòng ở trong này thì thấy là còn đẹp hơn chị, còn đẹp còn sáng nguyên, bên ngoài thì nó hơi chóc xi chút. Dài tổng là 28 xăng rồi. Mã số 28 giá là 350 một cây cờ lê điện lạnh size 24 nha. 29 em lên một cây thước ha, một cây Eke. Eke này của Shinhwa, có hình hạt với rùa ha, hình hạt hình rùa đây. Những số ở trên này thì còn đẹp nha anh chị, còn đẹp nguyên ha. Này nó dính như kiểu dính keo thôi, thì anh chị về mình kỹ mình đánh láng o lại thôi. Nhưng mà còn những số này thì những số như thế này thì khắc khắc sâu vô như không có bị mờ. Dưới đây là còn thép dính như luôn. Thông tin về công ty. Đó. Rồi mã số 29 giá là 240. 30 em lên một cây kìm con cá. Cây này là size lớn của Snap-on ha. Snap-on 30. Có hai nấc nha anh chị. Chiều dài tổng là 19 xăng. 19 xăng. Mấy bên này. Mở ốc to ha. Đây, mở ốc nhỏ. Đó, chỗ này cũng bị chốc siêu chút nha anh chị. Chỗ này dơ ha. Trên này thì nó chày nè. Đây là răng cỏ bên trong, răng lớn, răng nhỏ. Dưới này anh chị mình có thể cắt kẽm, cắt thép được nè. Răng cỏ còn đẹp ha anh chị, còn đẹp nguyên, không có bị cắn, bị dấu, bị chày răng nào ha. Rồi mã số 34, 300. Mã số 30, 304. Một cây kìm con cá của Snap-on. Hàng Mỹ ha, 30, 304. 31 em lên một cây kéo bấm chỉ, kéo bấm chỉ hãng, trên này là có, ở trong này là có phần vỏ da nè, vỏ da nhưng mà có bị thể bị rách rồi nha, còn dính đây chút da thôi. Đó. Cái này sẽ thép xanh Hitachi nha anh chị, của hãng thép Hitachi. Phần này thì nó nhanh nhẹ chút thôi, nhưng mà anh chị mình về mình bấm chỉ thì môi trường khô ráo sạch sẽ thì nó không có bị rỉ đâu. Do là thép xanh nên là anh chị mình xài thì nó rất là bén. Đây ha, rất là bén. Vì anh chị mình có thể mình để vậy mình xài được, không mình lấy đá ngón tay mình mài theo cũng được ha. Đó. Bấm chỉ. Hãng rất là nổi tiếng ha, thép xanh Yasuki, thì hãng này em thấy chuyên về làm dao hơn. Đây, hai lớp thép anh chị, thép xanh Yasuki, xanh Hitachi. Những cái này thì dài bền, chiều dài là 11.5 xăng ha, 11.5 xăng. 11.5 xăng, thép xanh Hitachi, mã số 31, giá là 200. 32 em lên một cây uốn nóng đồng. 32 một cây uốn ống đồng của Rigkit. Rigkit Mỹ ha. Anh chị nào mình làm về điện lạnh á thì mình có thể mua cây này. Dài tổng là 23 xăng. 23 xăng. Đó. Rồi mình kẹp ống đồng vô đây rồi mình uốn ha. Thì khuôn này là đều hết nha anh chị, không có bị dấu bị gì hết. Cây này là hoàn toàn là xài được hết ha. Đó, anh chị mình thấy nè. Đây. Đây. Mã số 32 207 ha. 32 207 đấy, cuốn vô. Đó. Đây. Mình bỏ ống đồng vô rồi mình uốn ha. Mình bỏ ống đồng vô đây rồi mình uốn vô.
Rồi mã số 32, giá 270 ha. 33. Em lên một cây, cây này chất thép em thấy rất đẹp nè. 33. 33 là một cây mỏ led của Jesco, Jesco size 25 xăng. Đó, cây này còn khá là mới nha. Đó. Đó, anh chị mình em thấy cái màu ngoài hơi áng màu vàng hơn ha. Kiểu như là cái ánh màu vàng hơn, nó không phải là màu xi trắng luôn, xi hơi màu vàng vàng một chút. 0811 của Jesco. Đó. Gần như là mới hoàn toàn nha anh chị, gần như là mới hoàn toàn ha. Trên này thì có một cái mình đo là trên này là 3 xăng. Đó. Đẹp ha. Rồi. Mã số 33. Giá là 220 ha. 33 220. 33 220. 34. Là một cây kìm cây kìm chết à. Mỏ cong anh chị mình có thể mỏ cong anh chị mình để mình mở ốc không có bị hư ốc ha, của Virip Mỹ, Made in USA, hàng chuẩn Mỹ ha, của Virip USA. Đó, còn rất là đẹp anh chị, ngoài thì chóc xi nhẹ chỗ này thôi. Đó. Đây, chỗ ngàm bên này thì chỗ này thì có bị dấu như thế này nha anh chị. Đó, dấu như thế này. Đó. Chị sượt bên ngoài một chút thôi. Đây. Đó. Cấn nhẹ chút nha anh chị. Cấn nhẹ chút ha. Còn lại rất là đẹp nè. Cái này chị mua về sưu tầm cũng được. Mã số 34, giá là 670 ha, chiều dài tổng là 19 xăng. Khoảng 19 xăng ha, mã số 34, 670. 34, 670. Ba mươi lăm, này hơi khá nhiều đồ. 35 em lên một cặp cờ lê miệng vòng, chỗ này thì cũng có. Mình có thể xoay ha, đảo chiều được. Đảo chiều thì mình lật ngược lại ha. Size là ốc 15 ly. 15 ly thép, anh chị mình thấy nó sáng bóng nè. Lớp xi mạ sáng bóng như là của hãng KTC vậy. Nhưng mà thay đây là chữ của Master Rip ha, Master Rip. Gần như là mới hoàn toàn ha anh chị. Đó, phần đầu. Lớp xi mạ láng o đẹp nguyên. Thì gồm hai cây, một cây là size 15 ly, một cây là 19 ly, cờ lê miệng và cờ lê vòng ha. Chiếc vòng này anh chị mình có thể đảo chiều tự động này. Mới nha. Rồi, mã số 35. 35 giá là 280 một bộ như thế này ha, 35 280. Chỗ này có một chữ left right này. À, anh chị có đảo chiều luôn đó anh chị. Đó, left right. Quay bên này. Quay bên này đảo chiều, có tự động đảo chiều luôn. Và phần đầu của nó hơi cong một chút nè, rất là xịn nè. Đảo chiều luôn. Họ lật lại. Mình có thể lật lại để mà mình đổ trong những cái tư thế khác. Rồi mã số 35 280 à, rất là xịn. 36. 36 là em lên một cây mỏ led thép đen, siêu thép ha. 36, thép rất là chắc chắn, thép cứng của hãng tốt. Thì hôm qua em có lên một cây size nhỏ hơn, anh chị mình có thể mua về, mình có sưu tầm dòng thép đen của hãng tốt thì mình có thể mua ha. Cây này là 30 xăng này, size 30 xăng mà đo ra thì nó hơn ha.
tầm khoảng 31. Đó. Mã số 36, 640, một cây mỏ lết thép ten của hãng tốt ha. Cây này về anh chị mình sưu tầm đúng chất này. Đó. Mở được ốc là 4 ly mốt ha, 4.1 ly. CRV bát trà ben ha. Đây là phần đầu đó. Đây. Rồi mã số 36, giá là 640 ha, 36 640. Cái này size lớn ha, size 30. Về sự tầm cũng được, mình xài cũng được, chắc chắn, vặn chắc chắn. 36 640. 37. 37 đâu? 37, em lên một cây mỏ lết răng ha. Thì cây này là của hãng Super Ego, Ego Made in Spain, Tây Ban Nha. Đó. Lớp sơn bên ngoài cũng có chày nhẹ nha anh chị, nhưng mà không có bị rỉ gì hết. Thì cây này là cây size 35, 35cm của Super Ego, 14 inch, của hàng Tây Ban Nha nha anh chị. Đây là phần đầu trên, đi về răng cỏ ok hết ha. Thì mình có thể mở được cái miệng lớn nhất là khoảng 6 xăng ha, khoảng hơn 6 xăng. Đấy, mở được ống là hơn 6 xăng. Răng cỏ đều đẹp tăm tắp hết nha anh chị. Mã số 37, giá là 308. Cái này có một số thông số nè. 37 một 308 nha. Một cây mỏ lết răng của Tây Ban Nha. 38. 38 em lên một cây để mình một đầu sống xịt hơi này. Thì phần này anh chị mình có thể có hai đầu vô ha. Bên trên đây là của en của Kinky. Kinky ha. Đây là lớp sơn bên ngoài còn đẹp ha. Đó. Chỗ này mình điều chỉnh nha. Đây, phần ở trên này thì full. Mình có thể bơm dầu này. Bơm dầu ở trên này ha. Còn phần ở dưới này là phần đầu mình xịt ha, đầu vòi mình xịt đây. Nặng chắc chắn nè. Và chỗ phần vòi này thì dài, anh chị mình có thể sử dụng trong những góc dài ha, góc kẹt dài. Phần đầu này không dài khoảng 26.5 xăng anh chị, khoảng 26.5 xăng. Đó, hai đầu vô. Còn sáng đẹp. Made in Japan ha, hàng chuẩn Nhật của hãng Kinky. Rồi, mã số 38, giá là 540 ha, 38 540. 26 xăng là chưa tính phần cán mình cầm nha anh chị. Phần này khoảng 10 hơn 10 xăng nữa. Mã số 38, giá là 540. 39. 39 là một cây cạo ha, một cây cạo chữ F. Chỗ này anh chị mình có thể thao tác nhanh này. Tới đây. Thì cây này là của Đức. Của hãng Bisei Đức ha. Đó, Bisei Đức. Đây là phần trên. Em đo thông số trước đi. Bisei Đức ha. Ngàm bề ngang anh chị mình sử dụng là khoảng 8. Và chiều dài là khoảng 20 ha. 20 mình xài tầm 18, 10 à. Mình xài khoảng 18 thôi. Nó một cây như thế này, một cây cạo Bisei của Đức ha. Thao tác nhanh. Đó, khi mình kẹp được tới đây. Ví dụ mình kẹp được tới đây ha. Mình nhả ra. Đó. Nó sẽ tự động nó kẹp vô. Khít luôn. Mình thả ra thì mình búng như thế này. Đó, ví dụ như thế này. Đó, kẹp vô là chắc chắn luôn. Có những cái nấc bánh răng này kẹp vô là chắc chắn. Rồi mình gỡ ra thì mình chỉ cần bấm vô để nó nhả ra thôi.
chiều dài là 20 xăng và bề ngang chỗ này anh chị mình sử dụng tới đây là khoảng 8 xăng ha, khoảng 8 xăng. Rồi mã số 39, 350 một cây cạo đứt bi xanh. 40. 40. 40 là em lên một cây thước dây thước cuộn ha. Thước cuộn của Comelon của Nhật ha, chiều dài thước tổng là thước dây này, dây nhựa. Chiều dài tổng là 50 mét ha, anh chị mình có đo nhà đất hay gì đó thì mình có thể sử dụng những cây này. Mình cắm xuống, cắm này xuống rồi mình kéo thôi. Cắm xuống rồi mình kéo thôi ha. Mình kéo đi. Thì đây là phần dây ở bên trong. Đây mặt sau ha. Mặt sau thì cũng có đơn vị mà. Đây là bên ngoài. Dây còn đẹp ha anh chị. Dây còn đẹp ha. Đó. Rồi mình thu lại. Thu lại thì mình kéo mình thu vô. Như thế này. Rồi khóa lại ha. Khóa lại. Rồi. Một cuộn dây dài 50 mét như thế này giá 420 ha. 420 mình cầm thì mình xách đi thôi. 420. Khóa lại, mình xách đi. Cuộn dây dài 500 mét ha. Một cuộn dây thước dây dài 50 mét, mã 40, giá là 420. 41. 41 âm lên một cây cần vặn chỉnh lực ha. Cây này là của hãng em trong đâu mất tiêu. Make in USA. Đây, cây này ha. Đây là phần cán ở dưới. Thì cấn chút thôi anh chị, móc vô chút thôi. Chỗ này là có chữ Made in USA và cây này khá là mới này. Cái này giá 1.780.000 ha. Lock của Lock and Lock. Đó, anh chị mình có thể chỉnh lực ha. Đây là giải lực của nó. Make in USA. Hãng này hãng gì em quên tên này. Tự nhiên không nhớ. Đầu 3/8 nha anh chị, đầu 3/8 ha. Đó, mình quay. Còn mới mà tại vì để nó hơi bị dơ chút. Đây. Hơi bị ố vàng chút nha anh chị. Về mình spa lại chút là đẹp. Quay ha. Rồi, mã số 41 giá là 1.780.000 ha. 41 1.780.000. Mã này em ưu tiên chuyển khoản bao ship ha. 1.780.000. Chiều dài tổng là 45 cm. 45 cm nha anh chị. Còn rất là mới. 45 cm. Mã số 41 giá là 1.780.000 ha. Chuyển khoản bên em bao ship. Đầu là đầu 3/8 ha. Đầu 3/8. 41. Là em lên một cây mỏ lết răng chỉnh lực. Thì cây này là của hãng Tonichi ha. Đây. Mã số 42. Cây này thì giá là 1.250.000. Thì cây này chuyển khoản bên em bao ship ha. Đây là phần, ở trên là phần cờ mỏ lết răng này. Còn cũng rất là đẹp anh chị, còn cũng khá là mới.
mỡ lên thì nó bị vàng vàng chút thôi. Thì anh chị về mình chà đi chút là đẹp à. Cái kiểu bị nước nó vô chút thôi, bên em cũng chưa có chai dầu thì nhớ thì thêm. Răng cỏ bên trong đây ha. Đó, răng cỏ bên trong đều đẹp hết, không có bị cấn, bị mẹ răng nào hết. Đây. Đây ha. Chị bị vàng chút cho, bên em chưa có để chưa có bỏ dầu nhớt vô. Mỡ là khoảng 7 ốc 7 ly ha, ống 7 ly, 7 xăng ha. Mở ống 7 xăng. Đây, phần là phần dưới tay cầm chịu lực ha. Thông số sản phẩm nha anh chị, dòng sản phẩm là PHL 200N. Đó. Rồi cây này là mã 42, giá là 1.250.000 ha. 1.250.000 chuyển khoản bên em bao ship. Cây này khá là mạnh. Khoảng gần 2,5 kg nha anh chị, 2,5 kg. 42, giá là 1.250.000. 43. Em lên một cây quốc chim, vừa làm sẹn vừa làm quốc chim ha. Đó. Hình thức bên ngoài lên chị ha, cũng có qua sử dụng rồi, chóc sơn một chút chỗ này thôi, có qua sử dụng rồi. Mã số 43, giá là 380.000. Rồi mình mở ra ha, rất là chắc chắn. Chỗ này ship hơi chặt nên là nó giờ khó mở ra. Cái này chờ em cắn phản vô nữa, cắn chỗ nào em đã test hết trơn rồi. Đây thì anh chị mình có thể làm hình cái hình vuông góc không, chờ giờ mở ra bình thường mà giờ chắc chỗ hơi kẹt chỗ này, mình kéo ra. Cây này thì nước sơn còn đẹp nữa anh chị, trên này có chữ tre mắt này, tre mắt hàng Nhật ha. Đó, tre mắt, tre mắt. Chỗ này anh chị mình bẻ ra nó là một đường thẳng như thế này, ở trên này là phần quốc chim, quốc nhọn, bên dưới này là một phần sẹn, anh chị mình có thể sử dụng. Đó, thì chỗ này hơi sụp xịt chút chỗ này thôi, vì anh chị mình có thể đổ keo vô thêm ha, đổ keo vô thêm. Chứ còn lại hoàn toàn thì nó ok hết. Để về trước khi mà em gửi thì em sẽ mở ra em xịt lại cái chỗ này. Chiều dài cán là khoảng 42 xăng, đây là phần sẹn là khoảng 19 xăng anh chị, bề rộng là khoảng 15 xăng, bề rộng 15 xăng là phần sẹn không ha. Rồi mã số 43, giá là 380.000. 44. Là một cây mỏ quả sai đại ha, một cây mỏ quả sai đại, sai này, cây này là của Channel Lock Made in USA, dòng sản phẩm là 483 Made in USA, 30, 40, 50, sai 50 cm nha chị, 50 cm hơn ha. Đó, 50 cm hơn của hãng Channel Lock này. Nước da của nó thì láng o à? Nhưng mà nó bị nhâm nhâm chút thôi, nó bị như kiểu là đen đen thôi, chứ không có bị kiểu mà bị lụng vô ha, không bị rỗ vô. Đó, Channel Lock Made in USA, dòng sản phẩm 483. Chỗ này dầu nhớt ra thôi ha. Đó, dài size là dài tổng là 50 cm nha anh chị, tổng là 50 cm ha. Mỏ lớn. Đây. Răng bên trong, răng đều hết, không có bị xước bị cấn răng nào ha anh chị, không có bị cấn bị xước răng nào ha. Đây,
dài tổng 50 cm của Channel Lock Mỹ. Rồi mã số 44, giá là 940. Em ưu tiên chuyển khoản bao ship ha, 44 940. 45. 45 là một cây eto kẹp gỗ. Eto kẹp gỗ cây này à. 620 ha. 620 45 620. Của hãng Aeron nha chị, Aeron. Thì bộ này cây eto kẹp bàn này thì còn mới nguyên ha, còn mới nguyên, gần như là chưa xài, nước sơn thì còn đẹp hết. Aeron Japan có tem dán luôn. Phần này anh chị mình kẹp vô bàn ha. Chỗ này thì có một phần đe, một phần đe nhỏ để anh chị mình tiện mình kẹp xong, mình sử dụng xong mình có thể dùng, mình đe mình kẹp mình gõ thế này. Và ngàm bên này là ngàm rộng là 10 xăng hơn chị, 10 xăng và mở tối đa là 7 xăng. Ngàm chỗ này là 10 xăng và anh chị mình mở ra là 7 xăng. Thì chỗ gỗ này anh chị mình nếu mà mình sử dụng lâu nó có bị mòn bị mủn thì mình có thể thay gỗ khác mình nhờ. Sắn vô ha. Đây là phần bên trong đây. Mã số 45 620 ha. Mã số 45 620. Thì eto này nặng là 1,6 kg nha anh chị, 1,6 kg. Mới hoàn toàn ha. Bãi thì nó bị chảy chút sơn thôi, còn lại là mới nè. Aeron Nhật Bản. Rồi mã số 45, giá là 620. 46. Em lên một cây cắt cành, cây cưa cành 46. Đấy, cây một cây cưa cành của hãng ARS ha. ARS Made in Japan này. Đó, một cây cắt cành lớn. Thì anh chị mình và cây này cũng hàng mới xài lướt thôi nha anh chị. Còn bao da còn bao vỏ nhựa này. Cây này xài lướt thôi. Anh chị khi mà mình ở nhà mình có cưa những cái cành mà ở trên cao tầm 2m hơn, 2m rưỡi, 3, 2m rưỡi gì đó thì mình có thể sử dụng cây này. Thì mình cao khoảng mét, giơ tay lên là khoảng 2m, hơn 2m, với lại cây này khoảng 2m đúng không? Chúc em đo đi. Phần lưỡi sử dụng là 30 nha anh chị. Mình cưa những cái cành thì cây này anh chị mình cưa cành lớn cũng được. Mình đứng ở dưới đất mình cưa ha. Đó, đây là răng cỏ. Răng cỏ đầy đủ nguyên ha, không có bị mẻ răng nào hết. Và rất là bén ha. Xài lâu thì mình rất là bén nha anh chị. Rờ vô là ráp tay ha. Lưỡi dài 30 cm. Hàng zin hết. ARS. Đây, ARS ha. Made in Japan. Phần lưỡi là 30. Và khi không mở ra thì dưới này là 30 60 60 30 60, khoảng gần 90 ha. Khoảng 88 88 với 30 là 1m1, 1m2 1m2 ha. Khi mà mình chưa mở ra khoảng 1m2. Đây là anh chị mình mở đây. Mình kéo ra. Đấy, chị mình kéo ra ha. Mở này lên. Rồi mình kéo ra. Mình kéo ra thêm một khúc nữa. Nó có hai nấc nha chị. Đây là một cái nấc để mình khi mình vô cái nấc này ha. Đó. Đó là một cái nấc nè. Và mình kéo ra thêm. Đó. Thì phần này phần lõi bên trong mình kéo ra được dài là khoảng 60 xăng nữa ha. Khoảng 60 xăng nữa. Rồi, khi mình thu lại. Mình thu lại ha. Thu lại. Đó. Khóa lại.
chắc chắn như thế này. Rồi cái này là giá 850 nha anh chị, 850 bên em, chuyển khoản bên em sẽ bao ship. Gần như là mới anh chị, gần rất là mới, mới xả lướt thôi. Đây là phần cán nhựa dưới mà nó không có bị oxy hóa, nó còn rất là dẻo. Màu đỏ ngoài tươi hơn, ở bên ngoài tươi hơn. Mã số 46, giá là 850 một cây cưa cành ALS. Lưỡi dài 30 xăng ha. Anh chị mình có thể cưa chắc tổng có thể 46 850 ha. 46 850, anh chị mình có thể Google thêm dòng sản phẩm là ARS cưa cành 255Z 1.8L ha. Tiếp theo em lên mã số 47. 47 là một cây kéo tỉa hàng rào của hãng con sói Đức này. Hãng con sói Đức ha. Chỗ này là sơn tĩnh điện. Lưỡi này bên em chưa có động chạm vô đâu, anh chị về mình mài sơ lại. Hiện tại thì nó cũng đã rất là bén rồi. Về anh chị mình, đây là kéo tỉa hàng rào nha anh chị, nó không có bị mẻ. Về anh chị mình có thể mài thêm ha. Mài thêm mình lấy đá ngón tay hoặc là đá lớn cũng được, mình mài cẩn thận chút. Nó cũng đã rất là bén rồi, mình để mình xài luôn cũng được. Đây, và cây này thì anh chị mình thấy này, nó có một cái phần để anh chị mình giống như anh chị mình xếp vô á, mình xếp vô cho hai cái lưỡi này nó sát với nhau đó. Nhiều đất để mình xếp vô ha. Chỗ này thì cái hộp cao su còn thì nó sẽ búng ra anh chị mình đỡ lực hơn đó. Rất là đẹp ha. Còn đây là cán, cán cầm chắc chắn, giống tay người nước ngoài, hơi mập một chút, hơi lớn một chút. Đây là phần lưỡi nha anh chị, phần lưỡi hãng con sói của Đức này. Cây này anh chị mình sẽ hàng rào tiện chuyện thì ok rồi đó. Chặt cho luôn ha. Sơn tĩnh điện nha anh chị. Chiều dài tổng là phần lưỡi anh chị mình xài là khoảng 19 xăng ha. Chỗ này là có một phần anh chị mình có thể kẹp vô cho nó không có bị chạy nè. Đó, không có bị chạy ra ha. Anh chị mình cắt những cây lớn á, cành lớn á thì mình có thể kẹp vô nó không bị chạy. Rồi, ở dưới, ở trên là phần lưỡi là 19 xăng. Và ở dưới này là cho 20, 30 nữa là khoảng 5, hơn 50, khoảng 52 ha. Chiều dài tổng cây này là khoảng 52. Rất là chắc chắn. Nặng là 900 g. 900 gram ha, mã số 47, 350. Lưỡi rất là bén rồi nha anh chị, về mình mài thêm được, không mài cũng được. 47, 350. 48. 48 là một cây liềm. Này anh chị mình có thể mình cắt cỏ trong vườn ha. Cây này thì thép trắng nè. Đó, thép sáng ha, thép trắng, răng cỏ ok hết. Rồi, cây lềm ha. 16.5, 21. Chữ nhật không? Thì em đo phần lưỡi thôi. Lưỡi này là 16.5 này anh chị, 16.5 ha, hàng chuẩn nhật. Lưỡi đẹp. Vậy anh chị mình cắt cỏ hay là cắt gì cũng được ha. Mã số 48, giá là 70.000. 48 70. 49, em lên một cây mỏ móc 270 260 thôi ha. Thì cây này là vát hai mặt, nhưng mà ưu tiên giống như là anh chị mình vắt hai mặt, nhưng mà tay trái tay phải đều sử dụng được ha. Tại vì em thấy nó hơi bầu bên này một chút, giống như là tay dành cho người tay phải hơn. Hàng này là hàng thủ công nha anh chị, hàng thủ công ha, của làng nghề Tô Sa. Và chữ này là chữ đó, thì chỗ này nó chỉ bị giống như bị cấn nhẹ một chỗ như thế này. Về anh chị mình xài luôn cũng được, tại vì nó như thế này thì nó không có ảnh hưởng gì nhiều đâu. Mình xài luôn cũng được, còn kỹ thì mình hàn vô thêm. Và mình để vậy mình xài cũng được. Những cây này thì anh chị mình chặt dừa được nè, mình chặt những cây nhỏ hoặc là cây tràm nhỏ được ha. Dưới này là quấn dây thừng sẵn rồi. Quấn dây thừng sẵn rồi. Hàng thủ công nên anh chị
và lưỡi là rất là bén nha chị, rất là bén ha, về để vải sáng được mình mài thêm được. Mã số 49 206. Chiều dài tổng là khoảng 40 xăng. Phần lưỡi sử dụng là 15. Bản rộng là 4,5 47. Độ dày là 5 ly nha chị, 5 ly. Rồi mã số 49 206, một cây như thế này ha. Cây này xài bền lắm. Mà bén lắm. 49 206. 50. 50 là một cây cưa mộng của hãng là SK5 và chiều dài lưỡi sử dụng là 24 xăng. Hàng thủ công ha. Này cái khóa nó hơi bị rách ra, mở gỡ ra luôn. Đây, phần trên này có bảng sản phẩm ha. Bọc nhựa bên dưới ha. Thì chỗ này là có phần hướng dẫn sử dụng, anh chị mình có thể cưa gỗ nè. Cưa gỗ một góc 35 độ, một góc 15 độ ha. Và có hai răng cưa, bên này là răng cưa thưa, bên này là răng cưa dày. Đây. Hàng thủ công ha. Đó. Hệ chữ thủ công nha anh chị, chữ thủ công ha. Anh chị mình thì cái này là thuận tay ha. Cái trái phải cũng được. Răng là răng mới chưa sử dụng nha anh chị. Đó, lưỡi dài là 24 xăng, trên này là răng dày. Ở trên là răng thưa, ở dưới là răng dày ha. Cũng có qua sử dụng rồi nha anh chị, cũng có qua sử dụng thấy có mạt gỗ này. Đó. Rồi mã số 50 giá 106 ha, 50 giá 106. Tiếp theo em lên mã số 51. 51 là một cái lưỡi mỏ móc. Để về anh chị mình làm thêm một cái tay cầm ha, tay cầm dài ra ngoài. Thì cây này là vát một mặt dành cho tay phải nha anh chị, của làng nghề Tosa này. Đó. Hàng chuẩn thủ công ha, có dấu búa, có dấu lõm của làm vát lõm để mà tản lực ra ha, không có bị cong, không có bị gãy. Đó, tản lực ra ha. Chị mình thấy nó lõm vô nè, tản lực ra. Vát một mạch dành cho tay phải nha. Vát một mạch dành cho tay phải. Cái này thép cũng ít rỉ nên chị, cũng có rỉ nhưng mà độ rỉ của nó ít hơn ha. Lưỡi sử dụng là 14. Bản rộng là khoảng 5. Và độ dày là tầm 5 ly ha. Độ dày những cây này thì tầm 5 ly. Hàng chuẩn thủ công. Mã số 51, 250. 52. Đâm lên một cây kéo cắt vải ha. 52, một cây kéo cắt vải. Đây. Cây này là của Tobasami ha anh chị. Và hàng là hàng Damascus. Tobasami hàng Damascus. Lưỡi Damascus. Đó. Anh chị mình có thể thấy ha. Đây, có chốt có la đồng. Thì cây này bên em chưa vệ sinh ha, bên em chưa vệ sinh. Cây này còn khá là mới anh chị. 20 dài tổng là khoảng 20 24.5 xăng, 24.5 xăng ha. Thì cây này nó chỉ bị vết ở bên ngoài thôi, nó không có bị sâu trong lưỡi. Thì những cây này anh chị về thợ về anh chị mình mua về mình sửa lại cũng được, mình chỉ spa lại thôi một ít thôi. Chữ đây ha, hàng thủ công Nhật. Đó. Lưỡi những vết này nó không có bị sâu như anh chị, nó chỉ một chút ở bên ngoài thôi. Đây. Thì bên anh chị mình thấy là nó vẫn còn mới nè, rất là mới nè, còn vết xước phay xước nè, và hàng Damascus ha. Đó. Size 24.5 xăng. Những cái này về anh chị spa thêm gì nè. Mã số 452, 740. Thì mã này bên em ưu tiên là chuyển khoản bao ship ha. 52, 740. Cái này anh chị mình cắt vải nhanh nhẹn lắm. Lớp sơn ở dưới cũng còn đẹp nè.
chỉ cấn nhẹ chỗ này thôi, còn lại nước sơn còn đẹp ha. Nước sơn màu đen còn đẹp nè. Mã số 52 704. 53. Hôm qua một cây thước đo độ. Đo độ này của J-Mark ha, SK Made in Japan. Lá ngon luôn. Thì cái thước này đo đây, anh chị mình có thể tăng chỉnh để mình kéo độ nào ha. Số còn đẹp nguyên nha. Số còn đẹp nguyên. Mình khóa lại. Chiều dài chỗ này là cái cây dài là khoảng 20 cm, 20 cm mặt sau đây ha. Đó, mặt sau đây dính dơ thôi. Chỗ này chảy nhẹ chỗ này thôi. Và còn rất là đẹp ha. Còn nhìn cũng khá là mới. Mã số 43, giá là 220 ha, 220, 43 220. Của J-Mark Made in Japan, hàng chuẩn nội địa Nhật ha. 43 220. 44. Rồi nha anh chị, 53 là một cái thước là mã 53 nha. 53. Em lên một cây cạo râu ha, cái cạo râu này. Đó. Silver style. Thép bạc ha. Thép bạc của Fitness, của Finest. Thép bạc anh chị dùng để cạo râu ha. Đây này, cây này là của cạo râu. 2000 condo. Đó. Thì cây này là bên em chưa có làm gì hết, anh chị về mà lưỡi còn cũng còn đẹp nguyên ha. Về anh chị mình phải mài lại thôi. Mài lại mình xài. Anh chị nào mà mình cạo râu bằng dao cạo thì mình có thể mua cây này. Thép silver ha, thép bạc. Rồi mã số 54, giá là 340 ha. 54 340. 55. 55 là em lên một cây bộ tun, một cái tun của hãng Victor Inox ha. Victor Inox thì bộ này là màu đỏ nhám này. Đây. Màu đỏ nhám ha. Thì cây này còn khá là mới nha anh chị. Cây này còn khá là mới. Còn sáng o lá ngon ha. Đây là răng cưa. Răng cưa gồm có hai răng hai bên. Đó, hai răng hai bên. Victor Inox chỗ này chỉ cắn bốn dấu này thôi. Đây là phần một tun này. Hai tun. Chỗ này một cái nhíp ha. Anh chị mình thấy độ mới của cái nhíp này. Độ mới của bộ này còn rất là mới. Một hai ba bốn, đây là một phần nhỏ năng. Năm cây cưa là sáu, một cây mở hộp bảy, và một cây dao, một lưỡi dao dài ha, tám. Bộ này còn rất là mới anh chị. Đó, bộ này còn rất là mới luôn. Victor Inox, dòng là Switzerland. Đó, thì lưỡi dao này tắt tầm bảy quá, 8 xăng nha anh chị. Victor Inox Switzerland. Đây ha. Cây này gần như là rất là mới luôn. Khóa lại ha. Mở. Đây là khóa lại, mở thì đóng lại thì mình phải kéo cái này xuống. Rồi, mã số 55 giá 700 ha. Mã này em ưu tiên là chuyển khoản bao ship. Thì mã này, cây này là dài tổng là khoảng 11 cm nha anh chị. Thì cây này còn dính bụi ở bên trong, anh chị về anh chị mình có thể vệ sinh theo dùm em ăn. Còn dính bụi một chút bên trong. Ngoài ra thì nó không có bị như kiểu bị oxy hay là bị gì hết. Dính bụi chút thôi, cây này còn khá là mới. Mã số 55 700 ha. 55 700.
56, em lên một cây kéo cắt cành. Một cây kéo thép đúc ha. Chiều dài tổng là 20 cm. Anh chị mình có thể thấy là mộc đây. Chữ đây ha. Thì cây này nó chỉ bị nhăm nhẹ ở bên ngoài thôi. Đây là phần lưỡi. Bên lưỡi thì bên em mới có lấy dán lại và cũng có mài sơ thôi. Về anh chị mình lấy đá kinh 1000 á. Đá mịn anh chị mình mài thêm ha, hoặc là đá mịn khoảng 1000 rít anh chị mình mài thêm. Da dẻ bên ngoài đây ha. Da dẻ bên ngoài những cây này thì bén, rất là bén và bền. Chữ đây. Cây này size 20 xăng và chốt đồng anh chị, chốt đồng ha. Bên ngoài bên này thì hơi rỗ một chút thôi, hơi rỗ vô trong một chút. Về những cây như thế này thì anh chị mình nếu mình xài thì sử dụng rất là lâu rồi, mà bén mình cắt nó cũng đầm tay đã tay nữa. Đây. Lưỡi còn đầy đủ nha anh chị. Lưỡi còn đầy đủ không? Đó. Bén ha. Chữ hai bên. Chốt đồng là thấy chắc chắn rồi. Mã số 56, giá là 440 ha. 57. Em lên một cây cắt kẽm, hay là một cây cắt kẽm hay bộ tùng gì đây. 58. Thì cây này là size 27 xăng nha anh chị. Cây này size 27 xăng, cử chưa chạm ha. Cử chưa chạm. Thì cây này là không có chữ nha anh chị. Dài 27 xăng. Cây này về anh chị mình nếu mình bỏ cái khúc này đi, tại vì nó mở mẻ khúc này hơi sâu. Anh chị mình chỉ xài từ phần này tới phần này thôi, và mài đi một chút, giũa đi một chút phần này thôi ha, là mình có thể một cây bộ mình xài rồi. Chất thép tốt nha anh chị, chất thép tốt ha. À, chị bị mẻ chút, chỗ này về có thể là họ xài cắt hơi lớn chút nên là nó bị mẻ thôi. Về anh chị mình giũa sơ mé bên này, hai bên này ha, là mình xài được rồi. Thì phần này còn là khoảng 1.5, 1.6 ha, 1.6 xăng nè. Đó, anh chị mình có thể xài được 1.6 xăng nữa. Mã số 58, giá là 240 ha, 58, 240. 59. Em lên một bộ com 3. Một bộ com 3 ha, một bộ com 3 anh chị mình làm kỹ thuật. Thì đây là họ có ghi tên chủ cũ là Nakamura. Ở bên ngoài là vỏ bằng nhựa hay bằng giấy này. Bộ này là của Ravin Comba Set Rabat ha. Đó. Chiều dài là 22.5. Chiều rộng là khoảng 12.5 xăng. 12.5 xăng ha. Vỏ bên ngoài này ra. Bộ này còn rất là mới nha chị. Đó. Đây, đẩy vô. Rồi mình mở ra. Đó. Còn khá là mới, rất là đầy đủ ha. Đây là cái lưỡi anh chị mình gắn vô, cái lưỡi dao anh chị mình gắn vô giống như là dao đọc giấy này, một cây nhíp. Thì người chủ cũ này họ xài rất là kỹ. Xài rất là kỹ nè. Đầy đủ hết tất cả các chi tiết nha anh chị, không có bị thiếu cái gì hết. Rồi một cây vít. Đây là một cái gì để kẹp vô hay gì nè. Anh chị nào mình làm DIY, làm những gì nhỏ nhỏ hoặc là thì mình có thể sử dụng bộ này ha. Đầy đủ hết. CRT 0.5 giống như một cây vít chì vậy đó anh chị. Đây là một cây com 3. Hai cây com 3 ha. Hai cây com 3. Một cây combo nhỏ nữa. Anh chị nào mình rành thì mình có thể coi ha. Ừ. Người chủ cũ là họ xài, họ rất là cẩn thận, rất là kỹ này. Đầy đủ tất cả các chi tiết nha anh chị. Đầy đủ tất cả các chi tiết luôn. Và ở bên này, bên này thì có một bộ thước ha, một bộ thước và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng nè. Thêm một cái thước mỏng
giống như một lá thép mỏng vậy chị. Mình vẽ các đường đường cong đường thẳng cho nhanh nha. Một cây thước đo độ, một tấm vải, một cây thước rồi bộ như thế này ha. Thì cây compa này là khoảng là 10-15 cm nha anh chị, 15-16 cm. Cây compa nhỏ là khoảng 10 cm đó, 10 cm ha. Thì anh chị mình đo, anh chị mình có thể hình dung được cái kích thước của sản phẩm của bên mình như thế này. Anh chị mình nào mình làm DIY, làm những gì nhỏ thì anh chị mình vẽ bản vẽ kỹ thuật thì mình có thể sử dụng bộ này ha. Đây rồi, mã số 59, giá là 640 ha, 640 chuyển khoản bên em sẽ bao ship. 59 60 60 là một bộ đầu khẩu nhỏ, bộ đầu khẩu size nhỏ. Thì bộ này là của Nhật anh chị. Đó. Có 1 2 3 4 5 6 7 adapter. Có một số đầu vít này. Một bộ này size nhỏ anh chị, mình làm những chi tiết nhỏ ha, mình vặn những con ốc nhỏ. Chiều rộng là, chiều dài là 19. Chiều rộng là khoảng 10.5 cm. Đây gồm có một cây đầu là 1/4 ha, đầu 1/4. Đây một cần nối ha. Đây một cây tô vít để anh chị mình đầu 1/4 anh chị mình gắn vô đây. Đó. Ra đầu là đầu lục giác này, anh chị mình gắn vô những cái 3-4-6 đầu lục giác này ha. 6 đầu tô vít này. Đó. Mới hoàn toàn nha anh chị. Và gồm có 2 4 6 7. 7 đầu khẩu là từ 10 đến 17 ly ha. Một bộ như thế này. Chiều dài là 19 cm nha anh chị. Và chiều rộng là khoảng 10 cm. Đó. Một bộ như thế này mới hoàn toàn. Vỏ nhựa, vỏ thép ở bên ngoài anh chị, vỏ thép ở bên ngoài. Đó, một bộ như thế này. Mã số em đo hai cần này ha. Tại vì cây này là size nhỏ thôi. 12.5. Cây này là cây tô vít đầu 1/4 là 14.5 cm. Mã số 60, giá là 500 ha. Anh chị nào mà thấy phù hợp với công việc của mình có thể mua. 60 500. 61. 61 là một bộ đầu khẩu của hãng Hit ha. Hit nội địa Nhật. 61. Đây, bộ 61. Thì bộ này là của hãng Hit Toho Kohi ha, công ty Toho Kohi. Dòng sản phẩm là 410 ISO ha. Thì bộ này còn rất là mới nha anh chị. Đây là nước sơn màu đỏ bên ngoài ha. Ngoài bên ngoài. Cấn móp chút chỗ này thôi. Mở mình đi vô trong chi tiết. Đó, hãng hết ha. Thì cái cần này, phần này dài là, cây này là 15 cm ha. Hit có logo Zozic nội địa anh chị. Có logo Zozic nội địa ha. Thì cây này là dài 15 cm Japan. Cây ở dưới là dài 30 cm ha. Đây là đầu 1/2 anh chị, đầu 1/2 ra 1/2. Cái này anh chị mình có thể kéo vô trong giữa. Thì chỗ này là dính như kiểu dính keo của nhà sản xuất thôi. Của hãng Hit có logo Suzuki nội địa Nhật này. Thì cây này là size 30. Size 30 ha. Size 30. Cây cần vặn, cây này là đầu là 1/2 đây ha, của hãng Hit, anh chị mình có thể thấy. Thì cây này dài là 25 cm,
Hàng này là hàng mới anh chị, đầu ở đầu 1/2 nè. Ok ha. Và gồm có 2, 4, 6, 8, 10 đầu. Từ đầu 8 ly tới đầu 24 ly ha. Thì những đầu từ 8 ly đều, mỗi đầu đều có chữ hit ha. Đẹp ha. Thì từ đầu số 8 đến đầu số 14 còn 17 còn đẹp ha. Chỉ có đầu 3 đầu cuối nè. Tới đầu này còn đẹp. Chỉ có 3 đầu cuối là do để nó bị nước mưa vô đó anh chị, nên nó bị chóc xi, nó bị nhăm vô một chút. Anh chị mình xài vẫn bình thường ha. Về mình xả nhám thêm giùm em, đánh bóng làm thêm giùm em. Thì có 3 đầu. Thì đầu này là bị nhẹ, bị chóc xi nhẹ ở chỗ này thôi. Đó, sáng đẹp ha. Đó, có đầu này là bị nặng nhất nè, bị nhăm vô một chút. Chỗ này là băng keo của nhà sản xuất thôi. Có bị nhăm vô chút chỗ này. Cây này là nặng nhất ha. Đầu này là nặng nhất. Thế đầu này nữa. Đó, hai đầu ha. Đầu 19 ly. Rồi, bộ này ha. Thì anh chị mình có sửa xe hay là gì đó, sửa xe ô tô, xe tải thì đó, mình có thể sử dụng bộ này. Còn rất là mới ha. Mã số 61, giá là 1,2 triệu. Bộ này cho em chuyển khoản bao ship cho anh chị. Hit dòng sản phẩm là 410 ISO 61, 1,2 triệu, chuyển khoản bao ship. 62 là em lên một bộ cờ lê vòng. Thì bộ này là bộ cờ lê vòng của hãng KTC, Kyoto KTC. Đó. Chất lượng cao ha, chất lượng tốt, KTC. Đó. Thì gồm có 2, 4, 6 cây, 6 cây nha anh chị. Thì cây lớn nhất, thì cây lớn nhất là size 15 trên 16 ha, có logo Zozic nội địa Nhật này. Đó. Anh chị mình có thể thấy à. Cây đầu tiên KTC ở Loisetel ha. Cây này là mở đầu 15 trên 16. Có bị chóc xi nhẹ chỗ này nha anh chị. 15 trên 16. Rồi cây thứ hai là đầu 7/8. Đầu 7/8 ha, 13/15, 13/16. Cây này thì hai đầu đều đẹp hết. Cây thứ ba. Cây này thì có bị chóc xi nhẹ bên này nha anh chị, chóc xi ha. Thì em view kỹ cho anh chị mình xem mình có thể chốt. Cây này là đầu 3/4, 25/32. Đó. Rồi cây thứ tư là 5/8 và 11/16 ha. Thì cái này chỗ này có bị chóc xi nhẹ nha anh chị, chóc xi ha. Đó, anh chị mình có thể nhìn ha. Anh chị mình thấy ha, chóc xi ha. Anh chị mình nếu mình chốt bộ này thì mình cần theo xem kỹ hơn, thì em sẽ quay clip kỹ hơn cho anh chị mình bộ này. Đó. Rồi. Cây thứ 5. Thì cây này bị chóc xi nhẹ chỗ này ha. Cây này là size 1/2 và 30 1/2 và 9/16. Đây. Rồi, cây cuối ha, cây số 6. Cây này là đầu 7/16 và 3/8. Đó. Đây. Thì nó cấn nhẹ một số chỗ nên nó bị chày, bị chóc xi, bị rỉ nhẹ ha. Đây. Bộ này anh chị nào mình chốt thì mình có thể, em có thể quay clip kỹ hơn cho anh chị. Chỗ này là phần do phần vỏ ở dưới là giấy này, nên là khi bị nước thấm vô thì những cái đầu nó bị rỉ một chút. Chiều dài cây lớn nhất là khoảng 36 xăng và cây nhỏ nhất là 20 xăng nha anh chị. Rồi, một bộ cờ lê vòng của KTC, mã số 62, giá là 790 ha. 790. Gồm có 6 cây ha, một combo một bộ gồm có 6 cây. Mã số 62. 790. Tiếp theo em đưa ra cho bạn thôi. Em lên mã cuối là mã 63 ha. 63.
thì lên một cây một máy mài nước. Máy mài nước là đá King King Dylos 1000. Đây để em mở ra cho anh chị mình có thể xem kỹ hơn. King Dylos 1000. Thì máy này là hàng nội địa Nhật nha anh chị, hàng nội địa Nhật của công ty là Shinko, của hãng Shinko ha. Và dòng sản phẩm là STD, STD 180D. Chỗ này có hai chế độ anh chị mình có thể, đây anh chị mình thấy được chữ King Dylos 1000 ha. Đó, đá là King Dylos 1000 rit. Những cây, những cục này thì anh chị mình mài là bước hoàn thiện khi mà mình mài đá khá khoảng 600 300 600 gì đó, rồi mình mài lên bước này là bước hoàn thiện, nó mịn là mình có thể cắt nó bén nó ngọt rồi. Thì đây có chế độ đảo chiều nha anh chị, đảo chiều. Đó, chế độ đảo chiều hai bên ha. Tem nhãn còn. Thông số. Thông số là điện là 100V nha anh chị. Đó, điện là 100V và công suất là 120W, 50 đến 62Hz ha. Đó, công ty là Shinko Sesakuso ha. Điện áp là 1.3A. Đá là phi là đường kính 18 nha anh chị. Ở phi trong là 7. Đường kính là 18, phi trong là 7 nhân cho 12. Đó. 400 vòng trên 7, 470 min. 400 trên 470. Giờ em đo thông số cục đá trước đi. Nha anh chị. Ở trong là 7. Và cục đá này còn khá là mới ha. Cục đá này, cục đá này là còn dày, là ở bên ngoài là 1.8. Nếu anh chị mình đo bên trong, đo bên trong thì nó còn tới dưới cơ. Đá này còn gần như là còn khá là đầy đủ nha anh chị, còn dày ha. Máy này thì chưa xài nhiều đâu, nhưng mà do là để bãi cấn với nhau á, giống như để trong bao tải đi về cấn vô nhau, nên là có một số chỗ như là chỗ này nó bị móp này. Mặt dưới anh chị mình thấy ha, mặt dưới nó sơn mờ, sơn phủ mờ, mà nước sơn còn đẹp nè. Nó chỉ bị móp một số chỗ, móp vô ha, bị móp vô như thế này. Còn đây là phần vỏ nhựa. Vỏ nhựa thì bị cấn nè, có bị cấn nè, chỗ này thì chưa bể nhưng mà có bị nứt rồi nha anh chị, nứt nhẹ chỗ chỗ này thôi. Nhưng mà em thấy là cái nhựa này rất là chắc chắn, mình để dưới đất thì nó cân bằng hết bốn chân hết. Để trong bao tải về nên nó bị cấn với nhau thôi. Đó, chỗ này thì nó bẻ nhẹ chút chỗ này ha. Còn máy thì còn khá là mới anh chị, máy thì khá là mới nha. Mình cân nặng trước đi. Máy nặng tổng là 4,9 kg nha anh chị, 4,9 kg. Vì thì máy này là không có bao, không có cái cửa, cửa để nước nha. Không có cửa để mài dao. Không có cái, không có cái thùng đựng nước hoặc là cửa mài dao. Và khi máy mài này anh chị mình có thể bỏ dưới cái vòi nước chạy rỉ rỉ giùm em ha. Còn loại hình thức của nó còn rất là mới. Cái vòng bên này thì cũng còn mới, là không có bị, không có bị rách luôn. Ở đây là mặt trong ha. Đó, anh chị mình thấy đá. Thì máy này là bên em bao sống bao test ha. Anh chị nào mà chốt thì mình có thể quay em coi clip, em quay clip máy hoạt động. Đây. Chỗ này bị giống như đầu bên này thì có cái lỗ này. Thì bên này nó bị mất. Bị bể hết khúc này ha. Đó. Bể hết khúc này ha. Đá là còn dày dặn anh chị, đá còn dày dặn ha. Rồi, mã số 63, một máy mài nước của Shinko.
dòng sản phẩm là 180D. Thì chỗ này có dây jean luôn nha anh chị, dây jean thèm theo luôn. Dây là không, tiết diện là 0.75 ly ha. 75mm vuông. 0.75mm vuông. Rồi máy này là giá 2 triệu ha. 2 triệu chuyển khoản bên em bao ship. Nặng là 4.9kg, gần 5kg. Bên em sẽ quay clip test lại máy ha. Rồi em xin chân thành cảm ơn nha quý chú bác anh chị đã ủng hộ kênh bên em ha. Rồi em xin chào.